Cô giáo này không tên là Thảo nhưng rất tận tình với học sinh, trên lớp dạy cái chữ, về nhà kèm thêm môn đánh vần. Chiếc giường giờ đây thay bục giảng, hai cô trò cứ thế vật lộn từ chập tối tới tận nửa đêm. Không ai ngờ tất cả chỉ là thuyết âm mưu của bà giáo, chén xong rồi cất tiết theo đúng nghĩa đen. Cô ta cho cậu học trò uống ly cà phê sữa đá tẩm thuốc mê, sau đó lôi dốc cổ xuống ao dưới đầu định dìm chết. Mới hôm qua họ còn cùng nhau bơi cạn, giờ dưới nước bỗng trở mặt thành kẻ thù chẳng đội trời chung. Vậy người phụ nữ ấy là ai? Chuyện gì đã xảy ra khiến cô ta lập kế hoạch và ra tay tàn độc như thế? Trên một hòn đảo nhìn qua tưởng như thanh bình, có người phụ nữ dùng ống nhòm dõi theo con đại bàng sải cánh. Phía xa một cô gái mắt nổ mắt xịt đang nhìn người phụ nữ đó với vẻ mặt rất căng. Ngay sau đó có con chó xuất hiện khiến người phụ nữ ném cả ống nhòm chạy vắt giò lên cổ. Tuy nhiên cô ấy vừa kịp mở cửa thì con cờ hó đã nhảy bổ vào tấn công. Dù đã cố vùng vẫy nhưng cô vẫn bị nó lôi đi mất hút. Ngày hôm sau đám tang diễn ra và cậu thanh niên tên Jonas cũng có mặt. Qua cuộc trò chuyện với mẹ, cậu biết được mối quan hệ của cha và ông nội đang bất hòa. 4 tháng sau trên một con đường vắng, cha mẹ Jonas gặp tai nạn qua đời, vẫn là cô gái bí ẩn khi trước. Điều khiển một chiếc xe lao trực diện về phía họ, người đàn ông hoảng loạn đánh lái đâm thẳng vào gốc cây. Jonas ôm hũ cho cốt mà bật khóc nức nở, bi kịch xảy ra khiến mọi thứ như sụp đổ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Jonas đã mất đi những người thân yêu nhất, giờ chỉ còn lại mình cậu phải vượt qua nỗi đau mà sống tiếp. Trong đám, Nina nhìn thấy cậu bạn thẫn thờ thì thương muốn rớt nước mắt, cô chủ động lại gần ăn câu chuyện động viên. Nghe Jonas nói rằng sẽ chuyển đến sống ở Bavaria, cô ấy tỏ vẻ rất buồn. Đột nhiên Friedrich đến thuyết phục Jonas ở lại, ông muốn được thay cha mẹ Jonas chăm sóc cậu đến khi đủ tuổi trưởng thành. Trước sự chân thành ấy, Jonas đã đồng ý. Nina đứng cạnh nghe được câu chuyện cũng vui lây. Một năm trôi qua, Jonas phần nào nguôi ngoai nỗi đau, cậu đạp xe đến trường hòa đồng cùng chúng bạn. Hôm nay lớp của Jonas có giáo viên mới, cô ấy tên là Helena, vừa mới đến dạy ngày đầu tiên, nhìn bà giáo bén quá khiến tất cả đám học sinh phải trầm trồ. Để làm quen, Helena đưa học sinh của mình ra bờ biển, cô giải thích thầy dạy tiếng Đức gặp tai nạn nên từ giờ mình sẽ đứng lớp thay. Bọn con trai nghe thế thì hào hứng lắm, vui ra mặt chứ chả lo lắng gì cho ông thầy dạy mấy năm trời. Vài ngày sau, Helena tập hợp hai nam sinh đến giúp mình dọn dẹp ngôi nhà mới. Florian nhanh mồm bảo thêm Nina và cô ấy vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên khi đến nơi, Helena lại cố tình tách Nina khỏi nhóm. Điều đó khiến Nina có dự cảm bà cô mình có điều gì đó rất bất thường. Vào nhà kho, Nina không tránh được tò mò mà lục lọi tìm kiếm. Helena bất ngờ bước vào cất tiếng hỏi. Nina nhanh trí bảo mình chỉ lấy tấm gỗ mà thôi. Một lát sau, Nina không may dẫm phải đinh chảy máu, buộc lòng hai cậu bạn phải đưa cô ấy về nhà dưỡng thương. Quả nhiên dự cảm của Nina hoàn toàn chính xác. Tối hôm đó, Helena mang rất nhiều ảnh của Jonas đặt lên bàn. Sau khi nhìn qua một lượt, cô ta liền mang đốt. Không ai biết thân phận thật sự của Helena và cô ấy có liên quan gì với Jonas. Sáng hôm sau, Helena gặp Jonas khi đang chạy bộ. Họ cùng nhau trò chuyện và Jonas tiết lộ bản thân rất thích làm thơ. Vậy là lên lớp, Helena liền yêu cầu cả lớp viết một bài thơ để Jonas có cơ hội thể hiện. Tối đến, Nina sang nhà Jonas để thẩm tài năng của thằng bạn. Vậy nhưng Friedrich tỏ vẻ không hài lòng về chuyện cháu mình theo nghiệp thơ ca. Ông cho rằng đó là cái nghề bấp bênh trong xã hội, không nếm được hào quang rực rỡ thì chỉ có chết đói mà thôi. Friedrich đọc xong bài thơ Jonas viết liền lắc đầu, câu cú không nuột và ý nghĩa cũng chẳng có gì hay. Thì ra ngày xưa cha của Jonas cũng muốn trở thành một nhà văn, Friedrich ngăn cản lên hai bố con mới nảy sinh mâu thuẫn. Hôm sau, Helena ngỏ ý mời Jonas đến nhà chơi khi tan học, cô ấy nói rằng muốn đọc tất cả những bài thơ cậu viết. Jonas đạp xe đến nhưng không tiện vào nhà, cậu bỏ vào hòm thư định về thì Helena chạy ra giữ lại. Cô ấy bảo Jonas ngồi uống nước mình tắm ủ một cái sẽ thẩm sau. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Helena không đóng cửa, Jonas đảo mắt nhìn thấy mà người ngượng nóng bừng cả lên. Đến lúc đọc thơ, Helena cứ sụt sùi khóc khiến cho cậu trai mới lớn bối rối vô cùng. Rồi đột nhiên cô ấy hôn Jonas tay vuốt cột cờ, lúc này cậu học sinh chỉ biết nằm im mà hưởng thụ. Xúc xong 6-9 tấn than thì trời đã tối mịt, Jonas vội vã đạp xe trở về nhà lòng vẫn nâng nâng. Sáng hôm sau hai cô trò cùng nhau đến lớp. Ban đầu Jonas có chút ngại ngùng nhưng Helen cởi mở trò chuyện nên cậu ấy cũng dần thoải mái hơn. Nina thấy cảnh ấy thì vội vàng dắt xe trốn sau lùm cây. Sau khi ngã dúi dụi, cô phủi đít đứng lên mặt đầy nghi vấn, tự hỏi bản thân Jonas gần gũi với Helena như vậy từ bao giờ. Ở trường, Helena cũng dành cho cậu học trò những cử chỉ thân thương, khiến Gio cảm thấy giữa họ có gì đó bất thường. Sau giờ học, Jonas đưa Nina đến căn nhà cũ của gia đình, cậu ấy dự định sẽ bán nó trước khi rời khỏi đây. Nhớ lại quá khứ khiến Jonas không kìm được cảm xúc ôm Nina bật khóc. Cô ấy ngay lập tức an ủi động viên cậu bạn bằng bát cháo lưỡi. Ngày lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, Friedrich được mời với tư cách vị khách đặc biệt bởi ông ấy đã từng giữ chức vụ hiệu trưởng trong nhiều năm. Lúc này ánh mắt Helena nhìn Friedrich vô cùng giận dữ khi ông nhận thấy sự hiện diện của cô ấy đột nhiên ngất lịn đi. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra ngoại trừ Nina, cô ấy đã nhìn thấy biểu hiện lạ của hai người bọn họ. Đêm hôm đó Friedrich tỉnh lại nhưng ông tuyệt nhiên không nhắc gì tới Helena. Đợi lúc xuống nhà ăn, Nina mới cho Jonas biết suy nghĩ của mình. Cô cho rằng Friedrich và Helena có quen biết nhau từ trước bởi ánh mắt Helena nhìn ông giận dữ vô cùng. Jonas vừa nghe thế đã gạt ngay đi, dù cho Nina có nói thế nào thì cậu cũng không tin, giận tím người cô ấy bực tức trở về. Sáng hôm sau khi Jonas vẫn còn đang ngủ thì bỗng có bàn tay mơn trớn,
Không biết từ bao giờ Henina đã nằm trên giường, vậy là cậu ta ngay lập tức tập thể dục với bà cô. Xong xuôi đâu đấy, Henina mặc quần áo rời đi, ánh mắt cô lúc này nhìn vô cùng đáng sợ. Nina nhìn thấy Henina bước ra liền trốn sau chiếc ô tô, giờ thì cô có thể chắc chắn rằng quan hệ của những người này có gì mờ ám. Nina đến trường nói mọi nghi vấn của mình cho Gio nghe. Gio liền tiết lộ việc Helena giống hệt một giáo viên của trường nhiều năm trước. Nina cảm thấy sự việc ngày càng bí ẩn, cô đến gặp thủ thư của trường mượn album ảnh kỷ yếu. Quả nhiên Nina phát hiện trong bức hình chụp năm 1985 có một người phụ nữ giống hệt Helena. Vậy nhưng Nina chưa kịp làm gì thì đã bị Helena phát hiện, cô ta bóp cổ học trò đến chết rồi giấu trong thư viện. Jonas đến trường liền đi tìm Nina để xin lỗi chuyện tối hôm trước. Cậu hỏi Helena thì cô ta bảo Nina đã về nhà vì có việc đột xuất. Đợi lúc trường học vắng người, Helena quấn cơ thể Nina trong một miếng vải, sau đó vác ra xe tải chở đến chỗ vắng trên bờ biển. Lợi dụng lúc thủy chiều xuống, cô ta kéo thi thể ra tít ngoài xa. Tối muộn, Jonas tới nhà Helena bày tỏ sự lo lắng, bố mẹ Nina gọi đến vì cô ấy vẫn chưa về. Helena liền văn vờ bảo Nina chắc đã phát hiện ra mối quan hệ của Jonas và mình, vậy nên mới giận dỗi bỏ đi đâu đó. Helena mang rượu ra mời cậu học trò, cô ta bảo sẵn sàng lùi lại phía sau nếu Jonas có tình cảm với Nina. Jonas nghe vậy thì cảm thấy bà cô sao tốt quá, có điều lúc cậu định ra về thì Helena lại cầm tay giữ lại làm một nháy. Nửa đêm Jonas mới đạp xe trở về nhà, Friedrich vẫn chưa ngủ để đợi cháu, ông muốn nói chuyện nhưng Jonas lại tỏ vẻ không quan tâm. Sáng hôm sau Jonas nhận được tin thi thể của Nina được phát hiện, cậu vội vàng đưa ông nội ra bờ biển. Nhìn bố mẹ Nina khóc nấc cạnh thi thể cô ấy, Jonas cũng không sao kìm được lòng, tâm can cậu giằng xé vì tự trách bản thân. Đột nhiên ông nội ngất xỉu cắt ngang dòng suy nghĩ, Jonas vội vã đưa ông đến bệnh viện điều trị. Trước những sự việc xảy ra cậu mới nhớ đến lời Nina nói, cùng vài người bạn Jonas bắt đầu tiến hành điều tra. Họ tới phòng văn thư mượn cuốn kỷ yếu nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào, bởi vì những trang Nina nhìn thấy đã bị Helena phi tang. Không bỏ cuộc, ba người tiếp tục tìm những tài liệu cũ về trường học trên máy tính, lúc này sự thật dần dần được hé lộ. Bức ảnh Nina đã thấy là của một giáo viên tên Maria, cô ấy không may qua đời do đuối nước. Ông nội của Jonas cũng có mặt nhưng không có động thái gọi người giúp đỡ. Helena đã ở đó chứng kiến sự việc, kể từ đó cô nuôi trong lòng mối hận thù với Friedrich. Thì ra Helena chính là con gái của Maria, hơn thế nữa mẹ cô đem lòng yêu Friedrich, hai người họ quan hệ bất chính với nhau tạo ra thành phẩm. Lúc này đang tại chức hiệu trưởng nên Friedrich sợ tai tiếng, ông ấy muốn cắt đứt mọi quan hệ với Maria. Chính vì lý do đó Maria đã suy sụp và tìm đến cái chết. Mới chỉ 4 tuổi, Helena đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, mất đi người thân cô bé chỉ còn lòng thù hận, bởi vậy bao năm qua vẫn ủ mưu tính kế, giờ là lúc quay về để báo thù. Sau một ngày mệt mỏi, Jonas ngủ thiếp đi lúc nào không biết, sáng tỉnh dậy cậu thấy Helena đã đưa ông nội về nhà. Sau khi Friedrich được chuyển đến phòng khách, Jonas đã gặp Helena làm rõ mọi việc. Nghe cậu nhắc đến cái tên Maria, cô hiểu rằng không giấu được nữa, liền bình tĩnh bảo Jonas làm tách cà phê từ từ sẽ kể cho nghe. Tuy nhiên Helena đã nén trộn thứ bột trắng vào cốc của Jonas, cô ta còn cố tình để Friedrich ngồi bên cửa sổ, bắt ông phải chứng kiến cái chết của Jonas. Giống như bản thân mình nhìn mẹ chết trước kia, tuy nhiên Friedrich đã cố gắng lật người khỏi giường tìm cách cứu cháu. Lúc này cơ thể Jonas đã hoàn toàn tê liệt khi uống xong ngụm cà phê. Helena kể lại bi kịch quá khứ rồi bắt đầu mang Jonas xuống hồ. Cô ta dúi đầu cậu học trò xuống nước một cách đầy nhẫn tâm. Cũng may tiếng cửa kính vỡ khiến Helena khựng người lại một nhịp, thuốc mê mất dần tác dụng nên Jonas có thể yếu ớt phản kháng. Cậu vùng vẫy rồi sải tay bơi vào bờ, Helena đuổi theo liền bị ăn ngay cái cán sẻng giữa mặt. Jonas lảo đảo chạy vào nhà, nhưng còn chưa kịp đưa ông đi trốn thì Helena đã lao đến từ phía sau. Cô ta đè ngửa cậu ra rồi nghiến răng nghiến lợi bóp cổ. Jonas cố với lấy một mảnh kính vỡ gần đó, dùng chút sức lực cuối cùng cậu đâm giữa ngực đối phương. Helena lăn ra sàn chết ngay sau đó, chấm dứt cuộc đời người phụ nữ đầy hận thù đau khổ. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.